kính chào quý vị. Kênh Rạch Bà kéo dài từ khu Á Châu phường 2 đến phường 11 là một trong những kênh thoát nước quan trọng của thành phố Vũng Tàu. Nhiều năm trước, tuyến kênh này luôn là một trong những điểm đen về ô nhiễm của thành phố Vũng Tàu. Thời gian qua, thành phố Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các giải pháp xóa điểm nóng ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Tài nguyên môi trường tuần này. Trong phần sau của chuyên mục, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số điểm mới của dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được Chính phủ trình và xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Kênh Rạch Bà dài gần 5 km là kênh thoát nước chính của thành phố Vũng Tàu. 80% lượng nước thải của khu dân cư và hàng trăm cơ sở chế biến hải sản chăn nuôi trên địa bàn thành phố đều tập trung về đây trước khi đổ ra biển, khiến Rạch Bà trở thành dòng kênh đen. Đầy rác các loại. Nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Dòng chảy ứ động, bị lấn chiếm. Cô ở đây là 17 năm rồi, nhưng mà nói chung là ở đây là ngày xưa thì bắt đầu cô đến đây ở thì nó cũng đã bẩn như vậy rồi, chứ không phải là như bây giờ. Rồi môi trường ở đây là bẩn lắm, còn nước là đen, đen như mực luôn. Đấy, có bữa nào mà nước mà thắng chiều cường mà nó lên thì nước nó trong. Còn lúc nào mà nước mà nó thấp nước là nó đen như mực luôn. Nó đen mà nó hôi, nó hôi, không tả nổi, nhưng người lạ đến đây không chịu nổi đâu. Mà đêm nằm là phải đeo khẩu trang. Cũng dơ, nhưng mà có lúc nước lớn đầy lên thì nó sạch, nó trắng. Nhưng mà nước rồng ở trong cống nó chảy ra thì dơ lắm. Xả rác ở trong cống nó chảy ra. Bữa nay lại đây hơn á, sạch á. Chứ mùi bữa dơ lắm. Nguyên nhân ô nhiễm được xác định là do các cơ sở chế biến hải sản nhỏ xả nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra tuyến kênh dẫn nước từ hồ. Ngoài ra còn nhiều trại chăn nuôi heo, cá và vựa ve chai cũng xả nước thải ra trực tiếp xuống kênh, hồ. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm dòng kênh và xả rác thải sinh hoạt bừa bãi xuống kênh của các hộ dân đã gây ách tắc dòng chảy. Trong đó ô nhiễm nặng nề nhất là đoạn qua phường 11, nước kênh đen, bốc mùi hôi thối khó chịu. Theo Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Vũng Tàu, năm 1993, bề rộng lòng kênh của toàn tuyến từ 8 đến 18 mét. Tuy nhiên đến nay, lòng kênh toàn tuyến đã bị thu hẹp, trung bình chỉ còn 4 mét. Nhiều khu vực bờ kênh bị người dân lấn chiếm xây dựng nhà cửa, công trình, trồng trọt. Kênh Rạch Bà đã không còn phát huy được vai trò là kênh thoát nước chính của thành phố, mà đã trở thành một cái ao lớn tù đọng nước và ô nhiễm nghiêm trọng. Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm của kênh Rạch Bà, hàng năm, Sở Tài nguyên Môi trường đều phê duyệt kế hoạch nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến thoát nước của tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, việc nạo vét kênh Rạch Bà chỉ thực hiện 2 năm một lần. Và việc nạo vét khơi thông dòng chảy cho kênh Rạch Bà chỉ là giải pháp tình thế, không thể khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường của kênh Rạch Bà. Chúng tôi là một người dân ở đây chịu ảnh hưởng về cái nước thải của môi trường. Nói chung là thật là khó khăn mà vất vả. Người ốm cũng như người khỏe, mà người ốm thì không thể hít được, vào trong nhà mà đóng cửa ấy thì nó thật là cũng không thể thở được. Thế mà hé ra cái thì nó thọc vào trong mũi mà nó xuống cổ họng. Hít ra hít vào rất chi là khó chịu nhá. Thế nhưng mà phải làm như thế nào để phấn đấu nên để cái môi trường ở đây cho dân chúng tôi ở đây ấy cho nó đỡ đi nữa. Ví dụ bây giờ nó 10% làm sao cũng phải được đến 80% đi thì chúng tôi mới sống được, chứ còn nói thật là cứ mất người như chơi à. Tôi muốn kiến nghị lên các ban trên là bây giờ dòng sông cầu Rạch Bà nó đen lắm. Thì chúng tôi ở hẻm 702 này gánh chịu bao nhiêu mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ nước nó thối, những ngày thối đen đục lại chúng tôi ngửi không chịu nổi được. Trong nhà còn phải đeo khẩu trang. Cho nên là mọi các ông bên trên xem xét thế nào chẵn rồng công cho nó sạch sẽ. Để cho mọi người được đỡ bị bệnh tật. Bây giờ ngửi những cái mùi này bệnh nhiều lắm. Rồi là hẻm các con các cháu nó còn đang nhỏ, nên là nó ngửi hơi cái mùi này là không thể nào mà chịu được. Mong các ban ngành bên trên xem xét cho càng sớm càng tốt. Về lâu dài, cơ quan chức năng cho rằng để xử lý ô nhiễm môi trường kênh Rạch Bà cần có giải pháp mang tính bền vững,
như di dời các cơ sở chăn nuôi sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư nằm ven kênh, xây dựng hệ thống cống hộp ở những đoạn kênh hẹp đi qua khu dân cư. Tuy nhiên, đây đều là những giải pháp cần có thời gian và tốn kém về kinh phí. Do đó, trước mắt, cần ưu tiên là xử lý triệt để tình trạng xả thải xuống kênh, tuyên truyền kêu gọi người dân chung tay bảo vệ kênh sau mỗi lần nạo vét, khơi thông dòng chảy. Đối với những cái khu vực mà ô nhiễm ngay khu vực cầu Rạch Bà, thì phía xung quanh là cái khu vực là đất công, thì chúng tôi đã thực hiện cái việc lấy lại mặt bằng để giao cho đoàn thanh niên, cựu chiến binh, mặt trận, công an, quân sự để thực hiện làm cái công trình xanh sạch đẹp tại khu vực đó, và đã thực hiện trồng các bồn hoa tại cái khu vực. Bên cạnh đó, đối với cái những cái khu vực còn lại thì theo sự chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp với phường Rạch Dừa để hai bên cùng làm đồng loạt là cho nó sạch ở cái khu vực cầu Rạch Bà. Ngoài ra, để giảm thiểu cái phần ô nhiễm môi trường trong cái thời gian tiếp theo, thì ngoài cái việc mà để cái môi trường xanh sạch đẹp đó, thì tôi nghĩ là cái việc nhanh chóng thực hiện cái dự án hồ Rạch Bà thì nó sẽ góp phần vô là vào cái việc là giảm thiểu cái ô nhiễm tại khu vực này. Bên cạnh đó thì ở cái khu vực này thì cái mực triều cường á, thì nó cũng tương đối là cao. Vì vậy, để giảm thiểu cái tình trạng ô nhiễm á, thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện cái việc nạo vét theo đúng quy định. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kiến nghị, vì xung quanh đó thì thường có những cái trường hợp vứt rác, nên lắp camera để chúng ta thực hiện cái việc xử phạt theo quy định. Vì hầu như là người ta thường vứt rác vào ban đêm hoặc giờ khuya, nên là địa phương rất khó quản lý cái khu vực này. Trước thực trạng ô nhiễm tại một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại thành phố Vũng Tàu, mới đây đoàn công tác của thành phố Vũng Tàu đã có buổi khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực sông Cửa Lấp và kênh Rạch Bà. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu xác định bảo vệ môi trường, giải quyết tình trạng ô nhiễm là nhiệm vụ cấp bách và cũng là giải pháp để chống ngập cho thành phố. Theo đó, thành phố giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng, địa phương liên quan thực hiện nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm xử lý, khắc phục ô nhiễm khu vực này. Trước mắt, lãnh đạo thành phố yêu cầu tổ chức nạo vét và thu gom rác trôi nổi trên tuyến kênh thoát nước, ngăn chặn, xử lý không để lấn chiếm lòng kênh, kiểm soát chặt các hoạt động xả thải ra kênh, cống thoát nước. Nhà dân phải có công trình xử lý sơ bộ trước khi đấu nối. Các cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải phải xử lý trước khi thải ra môi trường, ngăn chặn tình trạng xả rác thải xuống kênh. Còn về lâu dài, để giải quyết ô nhiễm kênh Rạch Bà, cần phải triển khai giai đoạn 2 hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị của thành phố để hạn chế mùi hôi trong quá trình thu gom nước thải và xử lý đạt chuẩn trước khi thải. Trong thời gian tới thì đối với khu vực Rạch Bà thì chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn thành cái quy hoạch 1/500 công viên Rạch Bà, để đó là cái giải pháp tổng thể để giải quyết ô nhiễm tại khu vực này. Còn đối với khu vực Cửa Lấp thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra định kỳ các cơ sở chế biến hải sản và tiếp tục kiến nghị tỉnh hai nội dung. Thứ nhất là cái vị trí để bố trí các di dời các cơ sở chế biến hải sản. Thứ hai là kiến nghị tỉnh đầu tư cho thành phố cái nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 để thu gom cái nước thải hiện nay chưa được xử lý mà thải ra khu vực Cửa Lấp. Thành phố Vũng Tàu cũng kiến nghị các cơ quan cấp tỉnh khẩn trương bố trí địa điểm để di dời các cơ sở chế biến hải sản ra khỏi địa bàn thành phố trước năm 2025. Chấp thuận chủ trương và giao cho thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu và lập đề án chỉnh trang toàn tuyến kênh thoát nước trên địa bàn, xây kè, chống lấn chiếm, nghiên cứu giải pháp tách riêng nước thải đô thị không cho chảy vào các hồ điều hòa của thành phố nhằm cải thiện, khắc phục ô nhiễm, tiến tới cải tạo thành các hồ cảnh quan kết hợp điều hòa khi có mưa, đồng thời thu hồi các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai tại khu vực Cửa Lấp. Thưa quý vị, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, tuần qua, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi, trong đó một số nội dung chủ yếu như sau. Dự thảo luật gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của nhà nước, quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, hoàn thiện các quy định về các quyền của người sử dụng đất, bổ sung hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, bảo đảm tính đặc thù, liên kết vùng, đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đảm bảo sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực địa phương
và phù hợp với tiềm năng đất đai nhằm sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đã quy định cụ thể điều kiện tiêu chí các trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, điều 86 và trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư để công khai minh bạch trong thực thi và đa dạng các hình thức bồi thường bằng đất có cùng mục đích và đất bị thu hồi, hoặc bằng tiền, bằng đất khác, hoặc bằng nhà ở, giá đất bồi thường theo giá thị trường, tách bạch các khoản bồi thường, các khoản hỗ trợ. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phải đi trước một bước khi quyết định thu hồi đất. Quy định cụ thể các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Để khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các luật có liên quan đến đất đai, dự thảo luật đã bổ sung một điều, điều 4, để làm rõ phạm vi quy định của luật đất đai với các luật khác có liên quan. Thông tin về một số điều chỉnh của luật đất đai sửa đổi đã khép lại chuyên mục Tài nguyên môi trường tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.